Radio. Tập 4 về bờ bến cuối cùng. Năm 1931, trận lụt lớn nhất tràn dọc theo chiều dài của lưu vực sông Murray, lụt tràn lên cống, ngập những trạm bơm và làm vỡ những bờ đê như thể đó là những bức tường bằng giấy nô. Chiếc Philadelphia đã cứu một nhóm người bị nước lên làm ngãn lối, không thể lên vách đá dựng cao sau chỗ ở của họ. Đau lòng trước cảnh khốn khổ của họ, Delia cho họ tất cả quần áo cũ của Brenton, nhưng cô không thể cho bất cứ ai trong bọn họ việc làm mà họ khao khát ở một thế giới điên cuồng với hàng triệu người bị đói, trong khi thực phẩm bị đem đổ ngoài biển hoặc đốt bỏ bởi vì bán đi thì không kinh tế. Với những ngân hàng đóng cửa, không thanh toán tiền cho người gửi, với người tiêu dùng không có tiền để mua sắm, với những bánh xe của nền công nghiệp quay chậm chạp, và việc làm thì không có. Các con trai của Delia may mắn ở chỗ, các cậu là chủ nhân của chính các cậu và không thể bị cho nghỉ việc. Các cậu không bị ám ảnh bởi nạn sa thải khủng khiếp điều mà nhiều người đang có công ăn việc làm vẫn cứ nơm nớp lo âu hai cậu lớn thì làm trên tàu alex đã học xong lớp y tế và hiện đang thay thế các bác sĩ nông thôn khi họ nghỉ lễ cậu đã học đại học năm thứ nhất được nội trú ở một bệnh viện lớn và tỏ ra có năng khiếu về phẫu thuật theo cậu sau này có thể chuyên về ngành này cậu còn muốn sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi du học nước ngoài. Nhưng hiện nay tình trạng suy thoái đã ngăn chặn những dự tính như vậy. Giá cước vận chuyển bị hạ, hàng hóa không nhiều, và nếu như cuộc sống trên tàu không rẻ như vậy, thì Delia khó mà kiếm sống qua ngày. Mét đang tập sự làm hộ lý tại một bệnh viện ở Adelaide của một nhóm nữ tu sĩ điều khiển. Cô được đào tạo nghiêm túc và đầy đủ. Cô mơ đến lúc đạt được chỗ cao nhất trong nghề, được cử làm y tá trưởng ở một nơi lớn lao như bệnh viện Murray Bridge hoặc một bệnh viện lớn trong thành phố. Nhưng giờ đây cô chỉ muốn làm y tá. Hai chân của cô thường đau nhất lúc hết phiên trực, sau 12 giờ làm việc với chỉ 2 giờ nghỉ giữa phiên. Nhưng cô đặt hết tâm trí vào công việc. Mét nghĩ là một ngày kia cô sẽ lấy chồng bác sĩ. Nhưng cô sẽ không bao giờ yêu ai như cô đã yêu Gary Manvin. Mét lo buồn việc mẹ cô không tái giá. Giờ đây Delia đã hơn 50. Tóc cô qua râm cả. Với thời gian, gương mặt cô ghi nhận những nét hằn sâu. Răng của cô vẫn còn tốt. Do đó nụ cười của cô vẫn còn giữ nhiều nét duyên dáng thổ xa xưa đứng một bên trong buồng lái phòng khi Danny cần hỗ trợ. Delia trông thấy cái cần cẩu bắt đầu đổ xuống. Cô hét to để mọi người phòng bị, nhưng tiếng cô bị ác đi trong tiếng chạy của con tàu. Cùng lúc, người phụ trách cống cũng thấy nguy, dục chạy, nhưng bị đường nước xây hẹp cản trở nên chỉ chạy theo một hướng. Như trong một đoạn phim quay chậm, Delia trông thấy cái cần cẩu nặng nề đường hoàng hạ xuống, trông thấy người đàn ông di động chậm chạp một cách kinh hãi. Coi chừng! Cô hét to, còn Reni lầu bầu chửi thề, giận dữ. Cái cần cẩu rơi xuống, và trong khi những cánh guồng thôi không đánh tung lên nữa, họ nghe tiếng trên đáng sợ của một người đang hấp hối. Trong khi người phụ trách cống nằm ngang lối đi men cầu, một bàn chân bị kẹp chặt. Delia sợ hãi và run rẩy, chỉ có thể bám vào lan can tàu. Trong khi Brenny nhảy dội xuống các bậc thang gọi Mét. Mét tìm thấy hộp thuốc cấp cứu của con tàu. Phải mất một ít thời gian mới rút được bàn chân anh ta. Nhưng anh ta vẫn tỉnh táo. Anh ta còn bông đùa với Mét. Đôi mắt nâu của anh ta với những đường chân chim ở khóe nhìn chồng chọc vào gương mặt của Mét. Anh ta không la to, nhưng càng lúc anh ta càng bấu chặt bàn tay cô. Khi anh ta được đặt lên chiếc cán, cô trông thấy bàn chân nham nhở của anh với những mảnh của chiếc giày ống, và cô biết rằng dùng nẹp là vô ích. Cần phải giải phẫu, và anh càng được đưa sớm vào bệnh viện thì càng có cơ may anh khỏi bị cắt chân. Anh ta được tàu chở đi tới ngã ba sông Wentworth, nơi gần nhất có bệnh viện. Hôm ấy là ngày nghỉ của Mét mà cô vẫn làm việc và cô thích sử dụng nghề y tá khéo léo của cô. Giả lại có cái gì đó ở người phụ trách cửa cống này, một người đàn ông không còn trẻ lắm, miệng thì có vẻ trầm tĩnh tự mãn, mắt thì có vẻ hài hước, điều cô rất thích thú. Giả lại anh ta vốn can đảm, và anh ta cũng gọi cô là cô gái xinh đẹp. Lúc tàu tới quen World, cô không muốn để cho người bệnh của cô đi. Cô quyết định ở lại với anh, dù Delia phản đối. Thế là chiếc Philadelphia tiếp tục đi Mindura mà không có cô. Lúc họ tới Mindura, thì bác sĩ hai lần giải phẫu thành công bàn chân của nạn nhân nên khỏi phải cắt cục. Lúc họ lại lên đường thì bệnh nhân đã phải lòng cô y tá. Và lúc họ trở lại ngã ba sông Wentworth thì người bệnh đã cầu hôn cô và được cô thuận lời. Delia rất ngạc nhiên và than giãn. Mẹ còn chưa biết tên anh ta nữa. Thưa mẹ, ảnh tên là Orden Orden Sowell. Ảnh có công ăn việc làm, và mẹ sẽ gặp con mỗi lần mẹ lên xuống hồ Victoria hoặc Wentworth hoặc Mindura. Nhưng còn nghề y tá của con thì sao? Con sẽ hành nghề ngay trong gia đình con, vì gia đình con sẽ ngày một đông. Xin mẹ hãy đến gặp anh Orden, Nhưng mẹ không có mũ. Mũ nữa, mẹ cần quái gì mũ khi gặp chàng để tương lai của mẹ chứ. Mẹ đến đi, con sẽ bôi cho mẹ một chút son và mẹ sẽ cảm thấy mẹ là một phụ nữ mới khác. Khi tàu rẽ sang dòng sông chính và xuôi dòng, Delia kêu Renny để cho cô cầm lái một lúc. Cô muốn suy nghĩ, tại sao cô và Meg lại đối địch nhau? Meg có đầy đủ quyền để thành hôn. Còn cô đã được huấn luyện xong và có thể tìm được việc làm bất cứ khi nào nó muốn nó muốn có chồng muốn có một gia đình. Orden có vẻ là người đàn ông hiền và rõ ràng là rất yêu mến. Anh ta không tự nguyện. Công việc của anh đang chờ đợi anh. Thực ra cô không có gì phản đối, không có gì cả. Chỉ có điều là anh không tử tế lắm với mek. Cô có đủ khách quan để mỉm cười với thành kiến của người mẹ vốn là cô. Không người đàn ông nào tử tế lắm đó là điều không ổn. Orden, tên gì kỳ cục. Cô Barrett viết thư cho cô, báo cho biết Jessamine và một số cô gái khác đã được một bà quý tộc tại Melbourne hướng dẫn đi du lịch một dòng châu Âu. Bà ta là người hiểu biết lục địa nhiều. Tôi vẫn ở trong gia đình Ribbon, trong một ngôi nhà rất đầy đủ tiện nghi. Giờ tôi xem nhà này như nhà của mình bà Janet rất đổi lo âu. Bà ta đến thuật cho tôi nghe, chị của bà uống rất nhiều rượu, sử dụng rất nhiều rượu mạnh. Sức khỏe của bà ta đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bà chỉ uống lúc ban đêm và cháu bà đã không hay biết điều đó. Tôi không biết phải làm gì khi bà Janet không cho tôi kể lại câu chuyện đó với ông Alastair. Tôi đã gợi ý với bà để bà nói với vị bác sĩ của gia đình để ông này lo điều trị cho bà chị. Nhưng bà Janet bảo rằng ông ta sẽ không bao giờ tin lời bà. Ông bác sĩ đã già, điếc lát ngang bướng, nhưng bà Alicia không còn có ai khác. Còn bà Ribbon, vợ của ông Alastair, đòi hỏi bà ta làm điều gì thật chỉ vô ích mà thôi. Bà ta chẳng giúp ích được gì, bảo đó không phải là công việc của bà ta. Bằng cách phủi tay trước mọi việc, có vẻ như bà ta đang chuẩn bị để sống với một gia đình khác. Có lẽ đó là một thái độ khôn khéo. Delia đặt thư xuống. Cô ngạc nhiên khi cảm thấy cô vẫn giữ cái thái độ không thiện cảm cố hữu của cô đối với Cecily và lại nghe nhẹ lòng khi sự gắn bó giữa bà Cecily và ông Alastair không đầm thắm mấy. Cô không ngạc nhiên về phần đầu của bức thư. Cô lấy làm lạ là sự bí mật của bà Alicia lẽ ra đã bị phát hiện từ lâu. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày cô sống dưới mấy nhà đó và cô đã không bao giờ trở lại Milan. Cô Barrett năm nay đã được 70 tuổi, nhưng chữ viết của cô vẫn còn rắn rỏi rõ, rõ ràng. Cô có thể sống đến 90 tuổi vẫn mãi sáng suốt cho đến cuối đời. Chỉ vài tuần sau đó, có một bức điện tín do ông Alastair gửi đến Morgan, nơi cô neo tàu, yêu cầu cô đến Milan gấp. Cô đã tự bảo không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà đó nữa, nhưng lần này thì khác. Cô Barrett đau nặng và yêu cầu cô đến. Delia đi chuyến tàu quả trong ngày và xế trưa hôm sau cô đến Milan. Cô không đánh điện tính báo cô đến chuyến tàu quả nào, nên khi đến nơi, cô dùng xe ngựa để đến nhà ông Alastair. Cho tôi đến nhà ông Ribbon. Cô nói với người đánh xe, thật ra từ ga đến nhà rất gần, chỉ đi qua một con đường, nhưng vì cô lĩnh kỉnh đồ đạc. Người đánh xe quay lại và lạ lùng nhìn cô chầm chầm. Bà nói gì? Anh cho đến nhà ông Ribbon. Anh là người mới đến xứ này sao? Hay có chuyện gì vậy? Cả nhà và kho hàng ông ấy đã bị cháy ngày hôm kia, mọi người đều biết rõ cả mà. Sững sờ, cô miếm môi lại và nói. Anh đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Khi xe rẽ và chạy dọc con đường bờ hồ, cô nhìn chầm chầm cái buyên đinh bằng đá cháy đen. Bao lơn và cái khung cửa sổ không còn, mái ngói đổ sụp, phòng thiên văn và các bức quạ của ông Alastair cũng không còn. Nhưng ông ấy an toàn. Ông đã ký tên dưới bức điện tín. Tới bệnh viện, cô hỏi tên cô Barrett, cô hộ lý ra vẻ trang nghiêm. Bà là người thân của bà ấy. Bà ấy không có người thân ở đây. Tôi là bạn lâu đời nhất của bà, cô có thể đưa tôi đến đó không? Ông Riben. À, bà là bạn ông Riben hả? Chắc ông ấy đang ngủ vì suốt cả đêm qua ông ấy ngồi bên giường bà barrett tôi sẽ đi hỏi xem bà có thể đến thăm bà ấy không bệnh tình bà ấy nghiêm trọng có thể nói là đang nguy kịch bà ấy yêu cầu tôi đến tôi đi hai trăm dặm đến thăm bà và nếu cô không giúp cho nhanh chóng có thể tôi đến quá muộn nhờ cô hỏi ngay cho cô hộ lý vội vã ra đi và trở lại ngay bệnh nhân đã khá hơn một chút bà có thể đến thăm nhưng không nên ở lại quá lâu có lẽ bà cần gặp ông Ribbon trước. Nếu tình hình bà Barrett không quá nghiêm trọng, ngay bây giờ thì chưa. Vì vậy, cho tôi gặp ông Ribbon. Ông Alastair vẫn như xưa, đó là cảm tưởng ban đầu của cô. Cô đã nghĩ hôn nhân sẽ làm ông thay đổi. Dĩ nhiên là ông già hơn, mái tóc bạc qua râm nhiều hơn, nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị, đôi mi vẫn che giấu ngọn lửa ẩn tàn trong đôi mắt, hơi mệt mỏi sau hai đêm thức trắng tại bệnh viện. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm với em về bà Barrett. Ông giải thích khi ông nắm lấy hai tay cô, đôi mắt ông nhìn vào mặt cô, ghi nhận mọi chi tiết giống như một chuyên gia nghiên cứu một bức tranh đang có dấu hiệu bị hỏng xuống cấp. Đã mười năm, ông như tự nói với mình. Một thời gian dài, Delie, đây là một cuộc gặp gỡ lạ lùng. Dân, Alastair, hãy kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Em không biết gì cả, ngoại trừ chuyện cháy nhà và... Do cô Alicia, anh không có ở nhà, ở tại Adelaide. Rõ là cổ nghiện rượu đã nhiều năm, Đêm hôm đó, cổ để ngọn nến trong phòng bắt cháy lên màn che. Ngọn lửa bốc cháy vào lúc nửa đêm. Cô Barret thức giấc sớm nhất và có thể ra thoát được, nhưng cô chạy vào phòng cô Alicia và cố gắng giật cô ta dậy. Nhưng cô chỉ đủ tỉnh để trở nên bướng bỉnh và từ chối không chịu đi. Cô Barret mất một thời gian cố gắng kéo cổ ra khỏi phòng, nhưng lúc đó cầu thang đã bốc lửa. Cổ chờ để đưa cô Janet ra khỏi phòng, lấy mình trùm lên và mang chạy xuống cầu thang. Khi đã xuống đến mặt đất an toàn, cổ tưởng Cecily đã thức dậy và chạy thoát rồi. Nhưng khi không không thấy cô này, cổ lại cố gắng chạy lên thang lầu. Theo anh biết, nóc nhà kho đổ sụp xuống. Tội nghiệp Cecily, anh cầu nguyện cho cô bị khói làm ngộp thở và chết yên ổn trên giường. Cecily, ồ, oh, anh thương mến, em rất buồn. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô, cô biết rằng cô không hoàn toàn nghĩ vậy, cô không có đủ thời gian để phân tích. Ông Alastair Âu Sầu nói, đúng vậy đó chỉ có cô Janet được yên lành. Anh chưa báo cho Charlie và Jessie biết. Sợ chúng xúc động mạnh. Tội nghiệp bọn trẻ. Delia đập hai tay vào nhau. Ôi, đáng lẽ em phải nói cho anh biết từ lâu. Em đã biết cô Ribbon nghiện rượu. Em đã bắt gặp cổ trên hành lang vào đêm. Khi... khi em rời phòng anh. Và gần đây trong một bức thư... Cô Barrett cũng báo cho em biết. Giờ mất quá nhiều mạng sống. Ngôi nhà xinh đẹp, các bức tranh. Ông đưa tay khoác khoát. Ngần ấy thứ mất đi, thế giới không nghèo hơn. Nhưng em cũng bị mất mát. Cô Barrett khó có cơ may hồi phục. Ở vào tuổi của cô. Đôi mắt của Delia tràn đầy nước mắt, nhưng cô cố ngăn lại anh đưa em đến thăm cổ nha. Cổ yêu cầu được gặp em khi cổ vừa hồi tỉnh. Chính vì vậy nên anh đánh điện tính cho em. Cổ bị phỏng nặng, tưởng cổ đã phải từ trần từ lâu. Anh nghĩ rằng cổ còn gắn sống để được gặp lại em. Delia cảm thấy khiếp sợ khi trông thấy cảnh tượng ở trong phòng bệnh. Một bộ mặt không ra hình thù gì, một khối trắng toát chỉ lộ đôi mắt, có vẻ chẳng liên quan gì với người bạn cố tri của cô. Nhưng cô Barrett đặt cất tiếng nói, cái giọng sâu lắng ngân gian thể hiện rõ tính cách của cô, mặc dù cái giọng nói đó giờ đây yếu ớt bị đứt quãng từng lúc. "Chào Delia Cô Barrett em đến ngay đây khi nhận được điện tín của Alastair. Ê, em đến đúng lúc ngày mai thôi em đừng quan tâm đến làm gì ông alastair đi vắng chị janet không biết xử lý ra sao tôi phải quyết định đó là ý của chúa em thân yêu chúc em hạnh phúc em xứng đáng được như vậy giọng của cô giáo kiệt dần, chỉ còn có tiếng thì thào thoát ra từ cuộn băng trắng. Ông Alastair vẫn còn. Sau đó tiếng thở hắt ra, dễ như thỏa mãn, đôi mắt mờ dần và trở nên lạnh giá. Delia lao đến cái chuông, Dorothy Barrett vẫn còn thở, nhưng chỉ là hơi thở thoi thóp khó nhận thấy hai cô hộ lý bước vào phòng và đưa cô barrett ra khỏi phòng đối với cô không được vào buồng lái trở thành một hành khách đi tàu là một điều kỳ lạ cô đi lên và đi xuống tàu tránh xa cái đám phụ nữ trung niên mỉm cười với lũ trẻ đang chơi đùa mỗi khi đi trước buồng lái cô đưa mắt nhìn vào buồng lái qua các cửa sổ. Người lái tàu chỉ là một cậu con trai, theo như ý cô nghĩ. Cậu ta chưa chắc được 13 tuổi. Nhưng giờ đây, năm 1939, đứa con cả của cô đã 35 tuổi, vẫn bất định, chưa định hướng được một nghề nào rõ rệt. Có vẻ như con cô bẩm sinh là một nghệ sĩ, nhưng lại không có đủ khả năng để thực hiện cô nhận thấy người thuyền trưởng trẻ tuổi này cùng tuổi với Brenton ngày cô gặp anh lần đầu tiên. Anh đã tỏ ra đủ về trưởng thành và tự tin so với bọn con trai ở Echuca, đối với cô con gái e thẹn sống trong trang trại. Và cô gái đó là mình. Cô kinh ngạc khi nghĩ đến điều đó, khi cô nhìn xuống mu bàn tay của cô với những vết nhăn nheo và những vết nám loang lỗ của người lớn tuổi ôi biết bao điều đã đi qua cuộc sống của cô đã phong phú phức tạp rộng mở biết bao cô đã trở nên dòng nước mở rộng sâu thẳm tràn đầy và vô cùng phức tạp khác xa với cô học trò nhỏ giữa những dãy núi tuyết không bao giờ tan dòng nước đã đến gần biển khơi chỉ vài năm nữa thôi Cô đã nghe tiếng sóng vỗ bờ. Năm tới cô sẽ đến tuổi 60. Tại sao cô không nhận lời lấy ông Alastair? Ông đã ngỏ lời với cô ít ra là hơn một lần, dù ông là một người rất kiêu ngạo. Lần thứ hai, trước khi ông rời Úc đi Luân Đôn để quản lý cái xí nghiệp của ông đặt tại đó. Đã quá muộn rồi anh à. Cô chỉ nói như vậy. Cô không cần phải tỏ ra kiên quyết để trả lời ông. Cô không thấy ước muốn gì ở ông cả, ngoại trừ một tình bạn dịu dàng. Mười năm trước, em không đòi hỏi gì thêm ở cuộc sống nữa. Giờ em yêu thích sự tự do của em. Nếu em nhận lời lấy anh, anh cũng mất tự do. Giờ đây em không còn là người như xưa nữa. Delia, nếu ta có thể trở lại, nếu anh vẫn còn may mắn. Nhưng anh cảm thấy vô vọng. Em dường như đã thay đổi nhiều đối với anh. Không muộn quá đâu, để anh chứng minh cho em xem. Nhưng khi ông ta ôm cô vào đôi tay, cô nắm chặt bàn tay vào chỗ dịnh với thái độ từ chối. Cô đã khôn ngoan hơn hay đã cứng rắn hơn qua năm tháng. Anh Alastair, điều đó không hay đâu. Anh đang nhóm lên ngọn lửa trong đống tro tàn. Ngọn lửa mà cô cảm thấy từ những lời trăng trối của cô Barrett, những lời có vẻ như muốn buộc cô hy sinh nếp sống 10 năm qua. Ôi tội nghiệp cô Dorothy, cô chết đi lòng thanh thản vì nghĩ rằng đã giúp ích được cho hai người. Khi ông đặt vấn đề với cô lần nữa, lúc ông sắp đi London Đôn để làm lại cuộc đời, Cô không muốn trở lại nước Anh, có lẽ không bao giờ. Úc đã là quê hương của cô gần 50 năm nay. Ở đây có bầu trời xanh, có phần lớn xương thịt của cô. Giống như cô đã ra đời tại đây. Cô cảm thấy mình gắn bó với dòng nước êm đềm trôi giữa những bờ dốc thân quen. Dòng nước sống động, mãi mãi vỗ bờ với những hoa cúc dại lớn lên, với những cây thông đứng bên bờ sông Murray. Maxine, đứa con thứ hai tại bệnh viện Wentworth, và Delia đã đồng ý ở cùng với Orden trong chừng giúp con gái lớn của hai vợ chồng. Cô kinh ngạc về bé Vicky, một đứa bé láo lĩnh, biết cách dòi bố và như thế rất dễ hư hỏng. Một cảm giác kỳ lạ bố lý cô mỗi khi cô nghiêng mình nhìn xuống cái đầu bé nhỏ, tóc sậm, đôi mắt nhắm chặt, đôi nắm tay tí ti, quào quào trên má. Đó không phải là một đứa bé nữa trong hàng triệu đứa bé sinh ra hàng ngày. Nhưng đây là biểu hiện sự liên tục của cuộc sống. Cô thấy bà, mẹ mình, Mét và con gái của Mét liên kết nhau như một sợi dây xích dài vô tận nối tiếp nhau từ lúc người đàn bà đầu tiên chịu đựng sự mang nặng đẻ đau, giống như mầm cây. Mỗi bé gái đều mang trong mình những hạt giống của tương lai. Vicky giờ đã lên năm, thích ở với bà ngoại. Bà ngoại cười với tất cả khuôn mặt, từ đôi mắt đến đôi mi, đến cái miệng. Cái miệng với hàm răng trắng đẹp. Bà là người duy nhất mà Vicky biết có gương mặt đẹp với mái tóc màu bạch kim Vicky ghét các bà già có cầm nhọn và bộ răng vàng khe Cô bé tin chắc họ là những mụ phù thủy những mụ phù thủy luôn khuấy rối giấc mộng của bé mỗi đêm Delia bảo cháu gọi bằng bà không gọi bằng Nana hay Gany như một số đứa trẻ thường gọi Có lần ý nghĩ là bà làm Delia quảng sợ Giờ cô không còn quán sợ nữa. Cô đã là bà ngoại của một đứa cháu nữa. Cô đã khá lớn tuổi, đủ để làm bà. Cô vẫn cảm thấy mình như cô Delia đến Úc vào đầu những năm 90, trước khi xuất hiện máy bay hoặc sự từ trần của nữ hoàng Victoria. Dòng thời gian trôi đi không làm cô kinh ngạc. Cô không cảm thấy lo âu cho Meg khi Orden về nhà, Dễ hạnh phúc và báo rằng hai vợ chồng có được một đứa con trai. Cô cảm thấy như mình đã biết chuyện đó từ lâu. Cô không cảm thấy gần gũi con rể lắm. Anh có vẻ như là một người úc thực tế, cần cù dễ dãi, không có gì đặc biệt ở anh. Giữa họ là hai thế hệ khác nhau, chỉ có những cuộc tiếp xúc trao đổi lễ độ, những ý kiến khác biệt nhưng thân thiết về buổi ăn sáng. Delia cố tránh nghĩ về đời sống tình dục của con gái với con người xa lạ vui vẻ đó. Và Mét không bao giờ thổ lộ điều đó với mẹ. Cô chỉ kết luận rằng mọi việc đều ổn vì Mét có vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Trong nhiều tuần, Delia không buồn đọc báo. Trong cái thế giới niềm vui nho nhỏ của cô, một tảng đá to đang đè nặng xuống. Cuối cùng, Hitler đã bước vào đời sống châu Âu. Một tối hậu thư đã đưa ra, nếu Ba Lan bị xâm lược, chiến tranh sẽ bùng nổ. Cô không chịu tin một trận chiến khác sẽ bùng nổ sau cái tai họa khủng khiếp của trận chiến đã qua. Không một quốc gia nào đủ khùng để làm chuyện đó. Đêm hôm đó, cô ngồi bên radio cùng với Orden nôn nóng chờ đợi bản tin của đài BBC. Sau đó là tiếng nói mệt mỏi của Chamberlain, một con người thất bại. Tôi phải báo với đồng bào, chúng ta đã không nhận được lời phúc đáp. Điều đó có nghĩa là đất nước này lại có chiến tranh với nước Đức. Lại chiến tranh? Không bao giờ được có chiến tranh nữa. Bà Menvin đã nói như vậy khi bà bị mất con trai. Vì mọi người đàn bà đã mất con đều nói. Không bao giờ nữa, không được bao giờ nữa. Vậy mà giờ chuyện đó lại xảy ra. Cô lấp bắp mấy tiếng với Orden. Orden ngồi đó, nói rằng anh cần thiết cho xứ sở khi người ta gọi nhập ngủ và lao ra ngoài vì sợ Delia có thể nói chạm. Một lần nữa, bầu trời lại phủ mây mù. Một khối nặng như siết chặt lấy đầu cô. Cô đi tới đi lui cho đến lúc cảm thấy sung sướng khi thấy Gordon và Danny không còn trẻ nữa. Alex là một bác sĩ, dĩ nhiên sẽ giúp ích nhiều hơn là một binh sĩ. Giờ đây Alex được xem là nhà phẫu thuật nổi tiếng nhất trong số nhà phẫu thuật trẻ của thành phố. Vào buổi sáng cô dậy sớm, trước khi bé Vicky thức giấc, đi dọc bờ sông phía bên dưới cửa cống. Nơi đây nước xoáy kêu ùn ục Bầu trời vẫn còn mờ tối và thật là không bình thường khi trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ và mê tín rằng cả thiên nhiên đang để tan sự ngu ngốc của con người. Tựa hồ như cái xó xỉnh ở Úc này cũng tượng trưng cho toàn thế giới. Orden không muốn ra chiến trận, đặc biệt giờ đây anh có đứa con trai cần phải lo lắng. Anh vẫn chưa hết sung sướng khi anh nhìn mấy Cô từ bệnh viện trở về nhà, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô sáng hơn và dịu dàng hơn. Em mét bé bổng của anh. Anh nghiêng mình xuống cô khi cô đang cho con bú. Mái tóc sậm màu của cô xóa trên đôi mắt. Cô rút đầu vú ra và lấy khăn chùi miệng thằng bé. Cô về nhà đã được một tháng. Và đêm nay đôi bạn trẻ cảm thấy rạo rực cô đặt thằng bé xuống và nằm vào giường bên cạnh đen để cho ngọn lửa đêm trường bùng cháy. Mẹ, anh là người may mắn. Anh ôm cô vào đôi tay, ghi cô chặt hơn, và liền đó cô trở thành một đứa trẻ nồng ấm, được bảo vệ, ngây ngất vì tình yêu và sức khỏe của anh. Cô nghe như có tiếng trống đập bên trong các mạch máu của cô. Cuối cùng, Deli đã có cuộc sống mà cô từng mong ước, không đòi hỏi, không thú tiêu khiển, không láng giềng. Cô đọc và vẽ, nhưng ngọn lửa nhiệt tình xưa cũ đã không còn. Có lẽ cô đã nhầm và công việc trồng tỉa thích hợp với cô hơn. Từ lâu ở bên trong cô, không còn sự đấu tranh, sự căng thẳng, cô hoàn thành được một tác phẩm đẹp nhất khi cô bị sâu xé bởi sự bồn chồn và sự bất như ý. Cô đã có một phong cách riêng và tác phẩm của Delphine Warden Gordon được thị trường đòi hỏi. Nhưng cô hiểu rằng sáng tác của mình hiện nay chỉ là sự sao chép lại chính mình, chứ cô không có gì mới lạ. Vào cái tuổi 60 này, cô còn có ích gì cho cuộc sống không có thể cô ngồi đan tất cho binh sĩ và kết thúc cuộc đời trong những công việc từ thiện giống như nhiều thuyền trưởng lái tàu có bánh xe quạt nước cô neo tàu vào bãi để mặc cho chiếc xà lan trống rỗng nằm tên hên cô thầm sung sướng khi thấy gordon đã quá lớn tuổi nên khỏi bị gọi nhập ngũ có vẻ anh cũng không muốn tình nguyện nhưng Renny, Brenny vẫn luôn luôn phiêu lưu. Công việc bán buôn bằng tàu thủy vẫn đòi hỏi sự tháo giác và sự nhạy bén giống như cha. Và đối với Renny, một người đàn ông trẻ phải luôn luôn xông xáo. Sau lễ Giáng sinh, Vicky về ở trên tàu với bà một tuần lễ để cho Mét có thể nghỉ ngơi. Delia lo may cho các cabin và phòng khách gọt đình sơn phần trên của con tàu, đáy tàu được cạo sạch trong rêu. Mét đặt tên cho con trai là Charles. Ông dưỡng Charles là người thân quyến duy nhất ngày đám cưới của cô. Nhưng Delia cảm thấy cái tên đó báo trước điềm bất tường. Bé Charles nghe cũng kỳ cục như tên cha nó vậy. Đúng, chính cống là dân miền Nam, Orden hãnh diện nói vậy, anh nựng nịu đứa bé trong đôi tay. Delia nhìn thằng bé có tật lát mắt, không thấy thằng bé có vẻ gì đẹp trai. Khi nó ở bệnh viện về, nó thỉnh thoảng hay đau, sữa mẹ nó không thích hợp với nó, và mặt nó lấm tấm bụi. Cô cảm thấy lòng đầy thương xót cái cơ thể con người bé nhỏ đó. Cô vẫn còn yêu cuộc sống cuộc sống vẫn đáng sống mặc dù hai mươi năm qua cuộc sống vẫn không khá hơn chút nào cô bắt đầu suy nghĩ nhiều khi cuộc sống khủng khiếp tại các trại tập trung được phanh phui thật ghê tởm sự ghê tởm bắt nguồn từ bản chất của con người điều đó giải thích vì sao các thú quan và chim trời tìm cách xa lánh con người và trong chiến tranh nó nổi lên mặt như gián. Họ đã phá hoại nguồn nước, làm ô nhiễm không khí với bụi than và khói dầu. Biển cả với chất thải, đốt cháy oxy, đốn rừng, để các thành phố trơ trọi như da của bệnh ung thư. Chúa ơi, bao giờ mới chấm dứt? Nhưng tới nay, chiến tranh có vẻ không kém phần tệ hại như trận chiến vừa qua dù hiển nhiên là khá tệ đối với tiệp khắc và ba lan rồi pháp sụp đổ ý bị đâm sau lưng bỉ đầu hàng anh rút chạy khỏi đơn cớt và đối chế delie những điều đó cũng khá xa xôi cho đến ngày gót đơn bất thần báo anh sẽ đến thành phố vào trường huấn luyện sĩ quan mẹ có thể lúc con còn tập luyện ở đó chiến tranh đã chấm dứt cậu an ủi mẹ khi thấy mặt mẹ trở nên trắng bệch đó là điều mà con biết con muốn làm lần đầu tiên ở trong đời sau chiến tranh người ta sẽ cho con học bổng học đại học về một chuyên khoa nào đó mà con thích con cũng sẽ không quá già đâu mẹ à mẹ không tin chiến tranh sẽ qua nhanh đó là điều người ta đã nói về trận chiến vừa rồi và trận chiến này còn có thể lâu dài hơn gọt đên Con hãy suy nghĩ lại Con không biết gì về chiến tranh Con luôn thù ghét sự đau khổ Bản chất con không phải là bản chất của người lính chiến chút nào Hãy để cho những người trẻ tuổi ra trận Con đã 36 tuổi rồi Lúc chiến tranh chấm dứt Con có thể 40 hay hơn nữa Nhưng cậu vẫn không thay đổi ý kiến Delia không khóc. Bà đã qua cái tuổi dễ dàng rơi lệ. Nhưng Gordon, một con người hiền diệu không bao giờ chịu dẫm đạp một con kiến, lại bị đưa vào cái quần máy giết người của chiến tranh, thì thật là tệ hại. Brenny có thể được sinh ra để làm lính. Cậu là một loại người cứng rắn, ít xúc cảm và thích sự biến đổi nhưng cậu lại quay cuồng trong cuộc sống của một thuyền trưởng lái tàu hơi nước và ít quan tâm đến chiến tranh. Nước Anh bé nhỏ sẽ nghiền nát bọn Đức như lần trước. Brandy nói một cách tự tin. Anh định cưới vợ vào đầu năm mới. Delia đến thành phố để gặp Alex. Bảo Alex khuyên anh Gordon thay đổi ý kiến. Nhưng Alex từ chối. Nếu ảnh còn sống, ảnh sẽ trưởng thành. Ảnh quá mềm yếu và thiếu định hướng. Ảnh không bao giờ thấy được con đường mình cần phải đi, và có thể con đường đó là đây. Nếu anh con bị đưa ra mặt trận, thì thật là khủng khiếp. Còn con, Alex, con không định làm theo anh con chứ? Không đâu mẹ, con nghĩ nghề giải phẫu rất cần, nhất là sau chiến tranh. Con mới bắt đầu vào việc học mổ và nối xương, giá mặt bằng thịt bắp đùi. Hấp dẫn lắm mẹ, giống như đấng tạo quá. Mặc dù không phải chuyện tạo ra người đàn bà từ cái xương sườn. Delia có một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, xa cách thành phố và công trường làm đập ngăn nước ồn ào. Những nơi đó cô cảm thấy quá ồn ào sau khi đã sống yên tĩnh trên dòng sông. Cô cho rằng không phải vì lý do đó mà cô đã lìa bỏ ngôi nhà đã 40 năm chính là vì sự thành hôn của brenny đã khiến cô quyết định như vậy sự cần thiết phải để hai trẻ sống với nhau và vì để sống xa mevis sao nó lại chọn như vậy sao nó lại chọn như vậy bà tự hỏi sau khi brenny đem mevis về nhà ngày đầu tiên cô gái sống trong một cửa hàng trên con đường chính của thành phố cô ta chưa bao giờ ra khỏi gung qua và chưa bao giờ mở ra quyển sách từ lúc rời bỏ nhà trường. Những chuyện tào lao, những tin tức của địa phương tràn ngập đầu óc bé nhỏ của cô ta. Gương mặt cô gầy và hẹp, kém hấp dẫn. Trong lời ăn tiếng nói, có điều gì châm chọc? Delia điện thoại cho Alex, than vãn về việc đó. Alex bật cười khanh khách nói rằng yếu tố hấp dẫn rất phức tạp. Có thể anh Renny, con người được đào tạo kỹ lưỡng, đã tìm thấy trong cái dáng quan dài của Mavis điều gì duyên dáng. Đó không phải là điều cô muốn có được ở con dâu. Renny đã yêu cô gái không có cái đẹp trí tuệ và tinh thần. Cô buộc phải thừa nhận rằng, trong tế bào của Renny có những tế bào không tinh tế, Xa lạ với bản chất của cô. Giờ Gordon đã gia nhập quân đội, cô sống một mình trong ngôi nhà của mình. Ngôi nhà là của cô, còn con tàu Philadelphia cô chia cho ba con trai hưởng quyền thừa kế. Matt đã nhận phần của mình bằng tiền khi lập gia đình. Alex thu nhập khá và chẳng đóng góp gì trong việc bảo quản con tàu. Tặng phần thừa kế của mình cho hai anh. Như vậy Brenny coi như sở hữu chủ con tàu và Mavis lo lắng cho ngôi nhà của mình bằng những tấm màn che kết dìm, Ghế tràn kỹ lót nhung. Ban đầu cô có góp ý gắn hướng dẫn con dâu. Nhưng sau cùng cô thôi không nói nữa để mặc cho Mavis sắp xếp. Cô ít gắn bó với các công việc như vậy. Giờ đây cô lại đi lên đồi cát và nằm trên dãy cát mịn. Đưa mắt nhìn cái đường cong cô quạnh bao la của bờ biển, mờ nhạt sau lớp sương mù của bọt nước. Tiếng sóng vẫn vỗ bờ ầm y. Mẹ biết rõ tin Alex hứa hôn với một nữ bác sĩ tốt nghiệp cùng trường với cậu, nhưng sau cậu mấy năm. Delia nói khá khô khang bọn chúng sẽ sản xuất những bác sĩ con mẹ không rõ có vấn đề di truyền hay không alex có thể thừa hưởng ở ông ngoại còn ở mẹ và cha thì không cô có vẻ hài lòng là alex sẽ cưới một phụ nữ có nghề nghiệp tự lực được tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có một cái gì không ưa thích đối với cô dâu chưa biết kia có thể đó là cô sợ sự rối rắm, sợ gặp cha mẹ cô gái mà cô chắc rằng họ sẽ đòi làm một đám cưới quan trọng đúng thời trang. Alex giờ là một chuyên gia giỏi, một nhà phẫu thuật đầu đàn, được mọi người kính trọng, khá giả, và cũng am tường hội họa. Trong thời gian đính hôn, Alex đã đôi lần đưa bác sĩ An về thăm mẹ chồng. An nói nhanh, dễ hoạt bát, nhưng không phải là người biết cầu thị. Cô gái ồn ào trong lúc Alex trầm tư. Delia tự hỏi sau đám cưới bao lâu thì Alex sẽ thích ứng được với vợ. Anh mặt tròn khá xinh với vài cái răng khỉnh non cũng duyên dáng. Đôi tay cô to và được chăm sóc kỹ lưỡng. Móng tay cắt ngắn và sạch sẽ. Mavis đã có đứa con thứ hai. Delia bắt đầu ngán vai trò làm bà. Đứa cháu thứ tư không còn giống đứa thứ nhất nữa. Và cô không muốn nhà mình lại là cái nôi cho đám con của Brenny. Cô đã từ chối thẳng thừng, nhưng khéo léo, không chịu giữ bé Kate khi Mavis diễn cớ nọ kia. Khi tin tức về Trân Châu Cảng lan đến, Delia không mấy nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến cá nhân bà, vì nó buộc hoa kỳ phải tham chiến để rút ngắn trận chiến sau đó gordon viết thư báo rằng cậu được điều về phương bắc để tham gia lớp huấn luyện chiến đấu trong rừng tại queensland cậu về nhà từ biệt lần cuối và ra đi vào dịp lễ giáng sinh cậu báo cho mẹ biết đơn vị của cậu đi về hướng bắc để chống lại bọn nhật đang tiến nhanh về phía nam qua ngã malaysia cậu đã học tập tốt trong thời gian huấn luyện và được đề bạc trung quý. Delia nhìn hình dáng cao cao của đứa con trong bộ kaki, lòng không chút tự hào. Cô ghét chiến tranh và bộ máy quân sự của nó, ghét đồng phục và quân ngũ. Nhưng cô phải nhận rằng, con mình trông rất gọn gàng và đẹp trai. Cô kiển chân lên để hôn con, và đưa tay cào cào mái tóc ngắn màu nâu của con sao gáy. Cô mỉm cười và thở dài. Nhớ lại cô đã sinh ra cậu tại Melbourne và cô đã tự hào biết bao. Con của mẹ. Hàng triệu, hàng triệu phụ nữ đã sinh ra con như vậy. Và hàng triệu, hàng triệu phụ nữ đã thấy con ra trận. Delia cảm động khi gót hỏi mẹ cho anh tấm ảnh để anh mang theo tấm ảnh chụp tại Echuca lúc bà chỉ hơn 20 tuổi. Gordon nói, Con luôn thích tấm ảnh đó như lúc còn bé, con luôn nghĩ mẹ giống như một nàng công chúa. Bên trong anh đã thể hiện một vẻ quyết đoán, đôi mắt xanh đã mất đi cái vẻ mơ màng thơ mộng, mặc dù anh chưa ở trong quân đội một thời gian dài đủ để anh phát triển cái nghề làm lính. Chính là Gordon trong bộ quân phục, chứ không phải trung quý Edwards về nhà nghỉ phép lần cuối. Delia đã nghĩ vậy. Cô đến nhà công trình công cộng để tiễn con. Gordon gặp Mavis và hai cháu lần đầu tiên ở nơi đây. Thằng Kết là một con cọp con. Cậu nhận xét về cháu như vậy. Delia đứng sát bên cậu, cô miếng chặt môi trong khi chờ đợi tàu quả chuyển bánh. Cô tự nói với lòng, trên toàn thể thế giới, các bà mẹ đều nói lời giả biệt với con khi chúng lên đường ra mặt trận. Mình chỉ là một trong những bà mẹ đó. Mình không được khóc. Gordon không thích làm ồn ào. Tốt hơn là tàu chuyển bánh nhanh lên. Giờ ra đi đã đến. Một cánh tay mặc áo kaki dễ dễ cho tới khi khuất dạng. Hai tháng sau, có tin Singapore thất thủ, Gordon biến mất trong tù ngục, trong khi bọn Nhật tràn tới. Khi Mavis đến thăm cô, mang theo hai đứa con trai, chúng chạy rầm rầm liên tục trên sàn nhà lót bằng gián, khiến cô nghe khó chịu. Cô đang dành một tình cảm cho Gordon. Con nghĩ mẹ thật giỏi chịu đựng, cô ta nói với cái giọng mũi nho nhỏ nếu chẳng may một trong hai con của con mất đi chắc con sẽ điên mất Delia nói quả quyết Gordon không mất nó chỉ mất tích ngay ngày nào có danh sách tù binh chúng ta sẽ nhận được tin nó con mong mẹ nói có lý Mavis nói với cái giọng hàm ý Delia đã nghĩ sai sau đó tin tức đưa về cho thấy Delia đã nói đúng. Đại quý Gordon Edwards hiện là tù binh của quân Nhật tại trại Changi thuộc Singapore. Mac đã vui vẻ viết thư về tin đó và cũng viết dài dòng về tin tức gia đình cô. Orden đã được thăng chức. Hai vợ chồng phải về Renmark ở miền Nam Úc để thay thế cho vị chỉ huy trưởng cửa cống về hưu. Chân anh vẫn còn khập khỉnh từ khi xảy ra tai nạn. Nhưng anh đã tuyên bố điều đó đáng đồng tiền, vì nhờ nó anh đã cưới được vợ. Con cái đều ngoan, giỏi vắng, ọt thương yêu vợ con. Nếu Gordon được tự do, Delia suy nghĩ, cô sẽ sung sướng trọn vẹn. Nhưng Delia không nhận được một lá thư nào ở cậu và có tin đồn là không quà cáp gì được gửi qua đó cả. Làng sống tiến về phương Nam bị chặn đứng, đổi chiều chuyển sang hướng khác. Từ hòn đảo này đến hòn đảo kia trở về tay Đồng Minh, quân Nhật bị đẩy lùi về bờ biển Tân Guinea. Delia cảm thấy một nỗi sợ hãi xâm chiếm người cô. Gordon đang nằm trong tay bọn thú mang giả đó. Nhưng còn có Công ước Geneva, những hiệp ước quốc tế. Nhưng bọn Nhật có ký kết các văn kiện đó không khi ở châu âu ngày chiến thắng đã đến hàng triệu triệu người bước ra khỏi trận chiến cô trồng một nhánh cây giáng sinh bên bờ sông để kỷ niệm nhưng người mỹ và người úc còn phải bước những bước khó khăn nặng nề tại thái bình dương để đi đến chiến thắng cuối cùng giờ đây đã chắc chắn tuy nhiên cô vẫn cảm thấy buồn nản khó chịu cô chưa được chuẩn bị để nhận cú sốc tin tức cái thông báo chính thức báo rằng gordon đã hy sinh vì bệnh hoạn mãi về sau này cô mới biết những người chứng kiến tận mắt ngày cuối cùng của con cô về tội ác chiến tranh của bọn nhật rằng một sĩ quan nhật đã chặt đầu cậu vì cậu đã từ chối không hợp tác cậu đã từ chối không chịu ra lệnh cho các người bệnh đi làm việc dưới cái nóng miền nhiệt đới. Nói đúng hơn, cậu đã ra lệnh họ không được đi và tự mình gánh lấy trách nhiệm. Delia lúc đầu sững sờ cả người và không tin. Cô cho rằng lý ra cô đã phải biết rằng cái giác quan của bà mẹ khi cậu chết, khi một phần máu thịt của cô bị quỷ diệt. Meg đề nghị cô đến ở nhà trọ. Cô từ chối. Brenny và Mavis xin được về ở chung với cô. Cô càng từ chối quyết liệt hơn. Alex xuống thăm cô. Anh lo âu về việc cô bị sụp cân và vẻ thờ thẫn của cô. Delia ngồi hàng mấy giờ liền bên khung cửa sổ rộng, gương mặt trầm tư, nhìn ra con sông. Cô nhớ lại cuộc sống của Gordon, một đứa trẻ với mái tóc vàng ống, kinh sợ những bài học luyện bơi, sợ đánh nhau với Renny, sợ đọc, sợ viết vào những buổi sáng. Cô đã có trách nhiệm gì trong việc hình thành tính cách của cậu? Tại sao cậu lại kéo lê cuộc đời? Cuối cùng, chiến tranh có vẻ như là một giải pháp cho cậu, và cậu đã lao đời mình vào đó giống như một kẻ lao mình xuống từ một cao ốc. Cậu không đánh chát được bao nhiêu, hầu như cậu chỉ đi thẳng vào trại giam và chết tại nơi đây. Những câu chuyện kể khủng khiếp về các trại giam ở Belsen và Auschwitz, sau đó ở trên con đường tàu hỏa miến Điện, Thái Lan và các trại tập trung của bọn Nhật, không một món quà cáp nào của Hồng Thập Tự đến được. Ở những nơi đó, những con người kiệt quệ vì đói, chân bị ghẻ lỡ ăn tới xương nhưng vẫn bị lôi đi làm việc. Đầu óc cô tràn ngập những hình ảnh khủng khiếp. Cô tưởng tượng nỗi đau khổ của Gordon, sự xót xa của cậu khi cậu thấy nỗi đau của người khác. Những cái đó làm cô mất ngủ hết đêm này đến đêm khác. Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải dùng thuốc ngủ để dỗ giấc ngủ cô nghĩ nên trở lại cuộc sống trên con tàu philadelphia cuộc sống phiêu lãng có thể làm dịu các nỗi đau thương nhưng rennie đã ký kết hợp đồng chuyên chở với một phân cục cung cấp nước ngọt và máy móc gì đó thôi tốt hơn nên ở lại một chỗ nhìn con sông chảy xuôi ngược từ bên khung cửa cô nhìn về hướng các hồ rồi lại nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đứng trên vênh bên bờ sông Murray, cách nơi cô ngồi độ một trăm thước. Bỗng tim cô như nghẹn lại khi một bóng người gầy còm, mặc bộ ca ngắn, đôi chân màu nâu đầy thẹo. Cái mũ bẻ dành đội hất ngược ra sao? Anh ta nghiêng mình định mở cổng nhà. Cô vội vã chạy ra, nhận thấy người lạ ôm trong tay một cái cặp bằng da. Chào bác. Bác là bà Edwards phải không ạ? À? Anh ta nói với giọng đặc sệt Úc. Cháu tên Mick Burns. Dân. Dân. Mời cậu vào. Giọng nói và tay cô run rẩy khi cô rút chốt cổng. Cháu biết Gordon hả? Anh ta nói. Cháu ở chung với anh ấy tại Rangi. Họ đi vào nhà. Delia vội vã bắt ấm nước bà lóng ngóng làm rớt diêm quẹt. Chàng trai nói, Thôi được bác à, cháu sẽ uống trà sao? Mick Burns, người gầy, trong phong trần, gương mặt hằng lên những vết nhăn từng trải. Tuy nhiên nhìn kỹ vẫn hiện lên những nét trẻ trung. Anh ta điềm đạm nói, Cháu thấy ảnh chết. Anh Gordon không bao giờ chịu khuất phục. Chúng cháu bị canh giữ cẩn thận, bọn Nhật tự hào và tài sử dụng khéo léo, nhanh và gọn nhẹ. Delia cắn chặt môi và nhìn đâm đâm ra cửa sổ. Trước khi... trước khi ảnh đi, ảnh kêu cháu cố giấu những cái này giúp ảnh. Cháu không đem ra khỏi trại được và cháu đã giấu đi. Ảnh có thói quen ưa vẻ và tô màu bác à? Không mấy tin tưởng, Delia đón lấy sắp giấy, mở ra có cả những mảnh gỗ. Đó mới chỉ là mấy nét phát họa nhưng đầy sức sống và cảm xúc. Một chiến sĩ dìu đồng đội của mình, hai bộ xương còn sống với đôi chân đầy ghẻ lỡ. Một người chết nằm trong cán, một góc bệnh viện, chân dung của người chỉ huy, nhỏ bé và ngoan cường. Bà nhìn cảnh của trại tập trung vẽ phía sau chính tấm ảnh của bà nó tìm đâu ra màn để vẽ vậy? Bác chắc sẽ ngạc nhiên, chà cỏ dại lấy màu xanh, đất sét trắng, than, hoàng thổ, đủ mọi thứ. Anh Gordon có tài bác à, các bức phát họa của ảnh giúp mọi người giải trí. Đôi khi người ta nhờ ảnh dễ giúp chân dung, tất cả bọn cháu đều mến ảnh. Delia nhìn sắp bức vẽ qua màn lệ, Gordon quả có tài, phải chi cậu tập trung tất cả vào đó? Đó có phải là lỗi của cô không? Khi cô chỉ tập trung vào các quả phẩm của mình mà không chú ý giúp đỡ con. Cô tự nguyền rủa mình, nhưng cô hiểu cô phải làm gì để giúp con. Cô phải hoàn thành các tác phẩm từ các bức quả này. Tác phẩm sẽ nói về cậu và các đồng đội của cậu là tiếng gào thét chống chiến tranh từ ngôi mộ của cậu. Cô mỉm cười nói Cháu dùng tách trà nha Bác không bao giờ quên ơn cháu đã cứu thoát các bức họa này Delia lại vẽ một cách tích cực Bà làm việc với tất cả tâm sức mình Giờ đây bà đã 67 tuổi Chỉ còn 3 năm nữa là đến cái tuổi thất thập cổ Lai Hy Và bà muốn kỷ niệm ngày đó bằng công việc tên của bà lại nổi. Các quả phẩm được trưng bày tại các phòng triển lãm lớn tại Úc. Nhưng bà muốn trong sáng tác có cái gì mới mẻ. Không còn những gương mặt anh hùng, những bức vẽ lớn khổ và những ý đồ dĩ đại. Giờ chỉ là tấm da rắn bên đường, một gốc cây cháy, những cây mau lương qua vàng bên trong kẻ đá. Bà ngắm nhìn chúng cho đến khi nào bà phát hiện ở chúng một ý nghĩa tượng trưng nào đó và tâm hồn bà hòa nhập vào cái thế giới đầy quyền năng đó và để cho mọi người cùng trông thấy cái ý nghĩa đối với bà bà làm việc với bàn tay và đôi mắt đã được rèn luyện suốt 50 năm để nhìn thấy thế giới từ một hạt cát, thấy trời xanh từ đóa hoa rừng. Và thật trớ trêu khi bà bắt đầu hiểu được phải làm thế nào. Bà bị một loại virus nhỏ, vô hình đánh gục. Chúng tấn công vào chỗ yếu nhất của người bà, ngực bà. Sưng phổi vì bị virus. Viên bác sĩ nói, nhiệt độ bà lên cao và tay bà lạnh ngắt. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gần như bất tỉnh, nhưng bà không chết. Bà tin dậy vì rằng ý chí và tâm hồn bà chống lại cái chết, nhưng các vị bác sĩ tiêm các mũi kim rất đau vào tay bà, lại bảo là nhờ có sự khám phá ra penicillin, một loại nấm có nhiều khả năng kỳ diệu chống lại bệnh tật. Delia trở về ngôi nhà mình bên dòng sông, kiên quyết một cách lặng lẽ, chối từ những lời con cái yêu cầu bà cùng về ở chung với họ hoặc cho một ai trong bọn họ được cùng sống với bà bà nói mẹ sẽ mạnh khỏe hoàn toàn với sự giúp đỡ của dorine cũng đủ rồi mẹ cần phải sống thanh tĩnh dorine là một cô gái vui vẻ mập mạp mỗi sáng đến và nấu bữa ăn trưa cho bà bà không chịu thừa nhận bà cảm thấy yếu sức biết bao khí lực khô cạn tinh thần bãi quải, rất yếu, không thể đi bộ được, dù chỉ ra tới bờ sông. Bà nhìn con tàu ca đen già cỗi nằm nghiêng bên bờ kênh sâu. Mọi tàu hơi nước xưa đều hết thời. Bà nghe một lão già nói như vậy. Bà nhìn bức tranh dễ dở nửa chừng khi bà ngã bệnh. Bà đã cố vẽ tiếp khi bà hơi tỉnh nhưng giờ đây nó không còn có ý nghĩa gì với bà cả. Bà quá đuối sức, không thể làm được điều gì mới mẻ. Cổ tay và đầu gối bà đau nhất, và lưng bà bắt đầu còng xuống. Xương sống bà đã không giúp lưng bà giữ ngay được nữa. Sau đó không lâu, bà hiểu rằng đó không chỉ là sự mệt mỏi. Các khớp xương của bà trở nên đỏ ửng và sưng dù bà bị đau nhức liên tục. Bà gọi Alex đến khám cho bà. Anh nắng nót, hai cổ tay, các ngón tay, đôi đầu gối sưng và đau nhức Lấy nhiệt độ. Sau đó anh nói. Thấp khớp nặng, đang trong tình trạng lây lan, có thể kéo dài một hai năm. Sau đó mẹ sẽ khá hơn, phải không con? Anh nhìn xuống mẹ cần phải hiểu mẹ. Ý con muốn nói, con biết mẹ yêu nghề hội quả biết bao, nhưng khi sự lây lan chấm dứt, mẹ vĩnh viễn bị tật nguyền. Delia nhìn xuống đôi bàn tay, cố gắng tưởng tượng đến ngày đôi bàn tay bà dặn dẹo cong queo, không cầm cọ vẽ được nữa. Một nữ hộ lý được đưa đến chăm sóc cho bà. Đó là một phụ nữ có gương mặt to, trông khắc khổ, hay nạt nộ mà bà không thấy có cảm tình. Nhưng chị này nấu ăn ngon, xòa bóp các chỗ đau nhức với đôi bàn tay hộ pháp, mang nước nóng và aspirin đến đúng lúc, khiến sau này Delia tùy thuộc nơi chị như một đứa trẻ. Alex đến giả biệt mẹ để đi ngoại quốc dự khóa tu nghiệp sau đại học. Delia tỉnh giấc ngay khi anh đến. Đôi mắt màu xám mệt mỏi và đau đớn của bà trở nên xanh trở lại và long lanh sáng như thời xa xưa. Nhưng với nghề chuyên môn, anh nhận thấy mắt bà trũng sâu biết bao, má bà hóp, cổ tay và khớp các ngón tay sưng dù. Bà hầu như nằm cả ngày trên đi văn bên dưới cái cửa sổ lớn. Nơi đây bà có thể trông thấy dòng sông xuôi ngược. Bà ít gặp ai ngoại trừ chị Hộ Lý, cô Doreen và thỉnh thoảng là Mavis và các con của cô. Rennie bận biệu cải tạo con tàu Philadelphia. Anh đổi nồi hơi với ý định đi qua các hồ giống hệt cha nó. Bà nghĩ vậy. Alex không mang anh đi cùng. Vì cô vừa mới sinh. Delia vui vẻ nói. Bây giờ mẹ có mấy cháu rồi? Brenny bốn, Max hai, còn con có đứa thứ hai. Vậy là tám, phải không? Mẹ không nhớ hết tên chúng. Con đặt tên cháu là gì? Mẹ chắc có thể dễ nhớ tên này. Tên hơi lạ. Alastair, Alastair. Bà nhìn con đăm đăm im lặng. Alex đã biết gì chăng mà đặt tên như vậy? Tại sao con đặt tên con như vậy chứ? Alex nhún vai. Đó là ý của anh. Vợ con thấy tên đó ở trong sách. Delia lại nằm lên gối, chìm đắm trong giấc mộng. Alastair bảo, ôi, gương mặt đẹp làm sao, bà sẽ mãi mãi xinh đẹp. Tôi vẫn còn yêu thương bà điên cuồng khi bà 82 tuổi. Đẹp à? Ôi, anh Alastair, nếu bây giờ anh trông thấy em. dạ vũ hội đầu tiên của bà. Cô Gordon à, cô không cần cài qua lưu ly. Đôi mắt cô xanh thẳm. Không ai trông thấy đôi mắt cô một lần mà quên được. Và Adam, anh đã nói. Delia, em dễ thương quá, dịu dàng quá. Em giống như một cánh bướm trắng. Rồi Brenton, rồi Ben. Ngồ hồ thật, các tên đều khởi đầu bằng chữ A và B. Bà mỉm cười nhìn Alex và nói, trong lúc hai hạt lệ to hình thành bên trong khóe mắt. Anh cũng mỉm cười và vỗ vỗ bàn tay nóng hổi của mẹ. Nhiệt độ bà lên cao và đầu óc bà có phần lẫn thẫn. Anh dặn dò viên bác sĩ địa phương cố gắng giúp chữa trị. Mọi phí tổn do anh gánh chịu. Anh không muốn rời mẹ, nhưng đã có Mac và Renny ở đây. lòng can đảm của bà đã giúp bà chịu đựng được một thời gian. Nhưng sau một năm sống trong đau đớn, mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê, cái tỉnh với cái đau nhức nhối, lần đầu tiên bà muốn chết. Phải chi bà khỏe được chỉ một giờ, chỉ một ngày, bà có thể đứng dậy và cảm thấy mình tự do. Nhưng giờ đây bà như bị nhốt trong chiếc lồng sắt suốt cả những ngày tàn của cuộc đời. Chiếc xe ô tô con chạy theo con đường dài trải đá cuội, lồi lõm, ngập ngừng, rồi dừng lại trước cổng. Một cô gái trẻ nhanh nhẹn bước ra khỏi xe, mái tóc cô màu nâu sáng, chân cô thon thả không mang tất dài, đôi xăng đan mỏng đến nỗi tưởng chừng cô đi chân đất. Cánh cửa sau mở ra kêu ken két, và một giọng nói tươi vui gọi to. Ngoái! Delia mở rộng đôi tay. Vicky! Bà la to, giọng bà trở nên mạnh mẽ, trang chứa niềm vui. Cây cối bây giờ cao to quá khiến cháu không nhìn ra. Rồi đây bà sẽ không nhìn thấy con sông. Vicky ngồi dưới sàn nhà, gương mặt hạnh phúc của cô kề sát mặt bà ngoại, đôi mắt nâu của cô lóe sáng. Tại sao cháu có mặt ở đây hả? Bà không bao giờ nghĩ ra đâu. Cháu từ Melbourne đến đây, tờ tin tức muốn cháu về đây cộng tác một năm. Và nhiệm vụ đầu tiên mà cháu được giao là phỏng vấn bà ngoại nổi tiếng của cháu. Cháu đừng phá bà, nghiêm túc nào. Cháu đâu dám. Bà không nhớ tuần sau bà được 70 tuổi hả? Đó là một dịp để kỷ niệm những đóng góp của bà trong ngành nghệ thuật hội Hòa Úc. Bà đánh cuộc rằng cháu thổi phòng sự việc, cháu gái tình quái của bà. Bà nói đi bà. Nói gì chứ? Bà nói cái gì đó như tôi suy nghĩ gì về nghệ thuật hiện đại? Không có cái gì như vậy cả. Tốt, Thế là bắt đầu. Nào. Trong vòng nửa giờ, Vicky đã có được mấy trang giấy viết thảo và Delia tự hỏi một cách không dễ chịu rằng bà đã nói gì. Bà thích có Vicky bên cạnh bà. Bà nghe như được truyền máu từ những mạch máu trẻ trung kia. Bà bảo, bây giờ tới phiên bà phỏng vấn cháu. Cháu có ý định sẽ làm gì? sau khi đã hoàn tất việc thực tập, lập gia đình hả? Vicky hỉnh hỉnh lỗ mũi. Chúa ơi, không, cháu không định lập gia đình trong mấy năm tới, không một chút nào hết. Delia mỉm cười dễ dãi. Nếu có thể, cháu sẽ đi châu Âu và Luân Đôn. Khi cháu trả nợ xong chiếc xe, cháu sẽ bán nó đi. Một người bạn gái của cháu và cháu biết có một chiếc tàu đi Naples giá không đắt từ đó chúng cháu sẽ đi nhờ sang châu âu và ghé anh vào mùa xuân ghé anh quốc vào mùa xuân cháu biết đó bà không cảm thấy nhớ nơi đó bà đã ra đi lúc còn quá trẻ nhưng bà rất muốn cháu ghé ý cháu ghé chứ vicky bà giơ bàn tay ra như để đẩy cháu đi nhưng tay bà cứng đờ cánh tay trẻ trung đón lấy tay bà. Dù thế nào đi nữa, cháu đi nhà cháu, khoảng lấy chồng đã. Thì cháu đã nói với bà. Ừ, bà biết. Delia nói với nụ cười của người trên trước và hiểu đời. Cháu thấy đó, bà chưa muốn mình trở thành bà cố. Bà cảm thấy lũ trẻ làm bà mệt bà không biết có gì tệ hại hơn tiếng gào khóc của lũ trẻ khi chúng không vui hoặc tiếng la khủng khiếp của chúng khi chúng chơi đùa. Cháu nghe bà nha. Lát sau, Delia nói tiếp. Còn mẹ cháu thế nào? Khỏe lắm bà. Mẹ cháu thương thằng Sass ghê lắm. Nó 12 tuổi rồi. Mẹ đang làm y tá tại bệnh viện Renmark. Mẹ cháu rất tốt khi viết thư cho bà, trong khi bà không thể viết thư trả lời. Mét lúc nào cũng viết thư hay lắm. Delia nhìn xuống đôi bàn tay của mình trên tấm chăn. Bà không thể cầm cọ vẽ được, ngay cả cầm bút cũng không. Bà đã thử dùng cổ tay làm chỗ tựa, như Reno, nhưng bà quá dụng về và điều đó làm bà đau nhức cả cánh tay lẫn đôi vai. Alex khuyên bà cố cầm cái gì đó, nên bà cố cầm kim đan. Cháu sẽ tìm cậu tại Luân Đôn. Bà có tin rằng cậu sẽ trở về không? Bà hy vọng như vậy trước khi bà qua đời. Không lâu cậu sẽ về bà Bà nhìn thẳng vào Vicky. Bà nghĩ cháu có lý. Cháu biết đó, bà sống đã quá lâu rồi. Bà nhớ có lần bà tự báo mình, nếu lúc 70 tuổi mà không khỏi, tốt hơn mình nên chết đi. Thổ dân thì thực tế hơn, họ thường đập lên đầu người già khi họ không đi được nữa. Phần lớn nhân loại giữ người già sống nhờ thuốc ngủ kéo dài một cuộc sống không ít lợi một cuộc sống nửa chừng với các giác quan suy nhược máu chảy được nhờ các chai nước ấm các mũi thuốc tim và các viên vitamin cháu có biết số tiền hao tốn để giữ cho mỗi người già sống là bao nhiêu không đủ để nuôi một chục đứa trẻ đang chết đói ở bengal giác quan của bà đâu có suy nhược bà còn lanh lợi hơn cả phân nửa số người quanh quẩn bên sân tennis cháu thân yêu của bà cháu quá nịnh bà bà nửa tỉnh nửa mê gần suốt cả thời gian đắm chìm trong kỷ niệm và khi đêm về bà tỉnh giấc và kỳ lạ thay bà có thể nghe nước sông chảy và bà cảm thấy bà tan ra và chảy theo dòng nước ra gặp biển khơi mời cô dùng tách trà cô hộ lý mang ra một cái khay thân thiết mời Vicky. Mặc dù không thích trà, Vicky vẫn lễ phép trả lời dân. Sau khi dùng trà, bà của cô bắt đầu ngủ thiếp đi. Đầu bà ngã tới trước. Một dòng nước dãi nhỏ chảy ra từ khóe đôi môi nhăn nheo. Tất cả mọi vẻ sống động như không còn. Mặt bà giống như mặt của người chết. Tuy nhiên đôi mày vẫn còn sậm cái mũi thanh gọn. Gợi cho Vicky nhớ đó vẫn là người đàn bà xinh đẹp, đôi má đầy đặn hay cười, thường dẫn cô đi dạo qua các bụi cây nở đầy hoa. Cô nhẹ nhẹ nghiêng mình qua, lấy tay chuốt che đôi bàn tay gầy gò, vô dụng của bà. Tay bà lạnh ngắt, như chúng đã chết trước khi toàn thân chết. Cô ra đi và dặn chị hộ lý đừng đánh thức bà. Nó giúp dùm rằng cuối tuần sau cô sẽ trở lại. Cô cho xe chạy êm xuống dốc và chỉ khi ra khỏi cổng cô mới mở máy xe. Năm 1956 là năm có lũ lớn. Một buổi sáng khi Delia nhìn ra ngoài nước sông đã ngập lên đến bờ đá bên trong cửa cổng nhà bà bà thấy con tàu caden thở hơi thở cuối cùng nó tuột khỏi bờ và chìm sâu dưới kênh bà nghĩ đến con tàu philadelphia và bà tự hỏi con tàu sẽ kết thúc cuộc sống như thế nào chết ngay bị thủng lỗ và chìm vì đụng đá ngầm cháy và chìm vào đáy nước sâu hay một nát từ từ bên bờ bị bỏ không dùng nữa. Không một ai ngoài Brenny có thể giữ nó tồn tại. Nhưng rồi nó có thể trở thành nhà thuyền. Bà nghĩ đến đứa con ở xa tại Anh Quốc. Alex có về thăm bà một lần. Bà thấy con thay đổi nhiều, dễ tự tin, một nhà giải phẫu tài năng. Brenny đến nói cho bà biết bé Kết sẽ bơi tại thế trận hồi Melbourne vào tháng 12. Nhưng bà chỉ bảo, Cháu nó vậy hả? Còn trẻ mà cháu như vậy là khá lắm. Nhưng cha cháu là người bơi giỏi nhất mà bà trông thấy. Bà biết Brenny hãnh diện với con trai mình, nhưng đối với bà, khét giống như mẹ nó, chẳng có gì đáng chú ý. Bà tin rằng nó không thể nào bơi hay bằng Brenton trong những ngày xa xưa. Không có gì trong hiện tại tốt đẹp hay ho bằng những cái của thời xa xưa. Sau bữa ăn điểm tâm, điện thoại reo, có cái gì bất thường khiến tim bà Delia đau nhói? Ai đó? Họ muốn gì? Bà tỏ dễ giận khi cô hộ lý gác máy. Người hộ lý bình tĩnh nói. Bà, đừng xúc động, cháu gái bà gọi điện thoại. Vicky hả? Sao cô lại không để tôi nói chuyện với nó? Cô hộ lý điên khùng. Chị hộ lý quen với sự cào nhào của người bệnh nên trầm tĩnh nói. Cô sẽ đến thăm bà và cho bà xem chiếc xe mới sắm. Cô hỏi mình có thể ngồi xe đi nhanh một chút không? Bà lẩm bẩm. Đi dạo hả? Tôi không biết. Lâu rồi tôi không còn lên xuống xe nữa. Tôi không biết. Có lẽ được. Bà ngồi đó, tranh cãi với các ý nghĩ của bà. Bà nóng lòng chờ đợi. Con lũ đã rút, để lại lớp dán xám xịt trên hàng rào và thân cây. Và con sông lại chảy hiền hòa trong lòng sông. Delia đã 79 tuổi, điều bà không ngờ được bà thiếp đi bước chờ trên đi văn mặc dù bà kiên quyết không ngủ nhiều trong ngày một lần nữa bà thấy mình trở lại cái trang trại cách đây ngàn dặm cùng bơi với cô barrett trong dòng nước chảy mạnh trong xanh và lạnh giá và dòng máu trẻ trung chảy trong các mạch máu của bà bà để mặc cho dòng nước lôi đi và bà cảm thấy cái ấm áp của cơ thể hòa lẫn cái lạnh giá của dòng nước, cả hai cùng trôi đi. Vào buổi tối, bà bơi trong cái lạnh giá êm ả, trong đó lấp lánh các gì sao, và đâu đó sâu trong bầu trời dẫn lại tiếng gọi đàn nhẹ nhàng, thoang thoảng của bầy thiên nga đen. Bà thức dậy, thấy mình đang nằm trên dũng nước và có mùi khai. Bà đã làm ướt giường vì dưới người bà người ta đã đặt một tấm vải không thấm nước. Với sự giúp đỡ của người khác, bà còn có thể đi lại. Vào mỗi ngày vào mùa xuân, bà đi xa đến tận bờ sông. Bà nghe có tiếng đập đều đều, ngày càng mạnh hơn. Tim bà đập chăng? Không đúng, một khối trắng to đã ở trong tầm mắt, và bà nghe có tiếng còi hú. Giật nảy mình, Bà Delia cố gượng ngồi dậy, nhìn ra con kênh guôn qua. Và bà thấy một chiếc tàu chạy bằng hơi nước chạy ngang qua. Bà gọi cô Bass đến giúp bà đứng dậy. Bà nhìn sóng nước vỗ bờ khi con tàu xa lạ đã chạy ngang qua. Bỗng một chiếc xe màu đỏ chói xuất hiện trên đường, đoạn rẽ vào cổng. Vicky nhấn còi và đưa tay dãy vẫy. Ngoại xem nè, đây là chiếc Chevrolet, xe cũ nhưng còn tốt, chạy ngon lắm. Bà lên xe đi biết cháu nha. Được, bà tưởng cháu không bao giờ đến đây nữa. Bà quyết định đến nơi mà bà muốn đến. Đến cảng Victor để ngắm biển, biển ngăn chặn và thuần quá. Sau đó đến cảng Elliot để nhìn những đợt sóng khổng lồ đập mạnh vào đá xanh bà muốn bơi bơi hả cả hai cô gái trẻ nhìn bà rồi lại nhìn nhau bà còn bộ đồ tắm bà muốn bơi ở biển ở biển hả đừng có lặp lại lời bà nói như một cặp két các cô nghe không bà muốn bơi lần chót ở biển có thể bà sẽ không ra khỏi nhà nữa các cô có thể xem đây là yêu cầu cuối cùng của bà. Ngoại! Vicky sờ bàn tay lạnh ngắt của bà trong bàn tay trẻ trung, ấm áp của cô. Dĩ nhiên là ngoại có thể bơi. Được không cô Bess? Tôi không muốn gánh lấy trách nhiệm, nhưng nếu cô nói như vậy, bà sẽ tắm. Bà tìm bộ đồ tắm cũ đã phai màu treo trên cái móc phía sau nhà tắm. Hai cô gái giúp bà mặc bộ đồ tắm vào cái cơ thể chỉ còn xương. Mặc một bộ đồ bên ngoài, bà ngồi ở băng trước giữa hai cô gái trẻ. Delia trở nên vui vẻ. À, ra ngoài thật dễ chịu. Lý ra trước đây bà phải làm như vậy. Chiếc xe dừng lại. Cô bé nói. Chúng ta đến rồi. Vicky đã lái xe thẳng đến bờ cỏ. Hẳn chỗ này là chỗ cấm. Nhưng Vicky không nhận thấy bản cấm. Và cô đậu xe sát bên bờ cát mềm mại, thoai thoải. Nơi đây sóng nước đập nhẹ nhàng. Hai cô gái cởi áo và váy của bà hơi khó khăn. choàng lên người bà một cái áo choàng rộng. Đưa bà xuống mớn nước. Cô bé cởi áo dài. Vicky dán váy lên cao, cả hai đỡ lấy Delie bước những bước chân gầy yếu vào trong nước biển mặn trong trẻo. Nước chỉ sâu ba tấc nhưng tuyệt vời, rất sạch nhiều bọt. Bà đưa đôi mắt xanh mờ nhìn lên dần dương ấm áp. Cái đập trắng sóng bằng đá phía trên ngăn không cho bà nhìn thấy chân trời. Nước chỗ này nông và ấm, một đợt sóng nhẹ lướt tới, đập vào đùi bà lại một đợt khác bà cảm thấy cát chạy khỏi các ngón chân bà mỗi khi nước rút bà chờ đợt sống mới người tình xưa đó sống đông đưa dâng lên và rút đi một nhịp điệu từ ngàn đời đó là cuộc sống không là cái chết mặc dù biển cả là nơi kết thúc của những con sông chảy ngoằn ngoèo cơ thể cá nhân ký ức có thể mất đi trong đại dương vô thức mênh mông từ nơi đây những dòng nước sẽ lại hình thành thời gian như dòng nước trôi mãi mãi mang đi xa những đứa con thân yêu của mình đó là bài hát họ thường hay cùng ca ở quê nhà và thật rất xa xưa Bà quỳ bên cạnh mẹ Trên cái gối màu đỏ trong nhà thờ Nắng lấp lánh trên mặt nước Làm cho bà liên tưởng đến Cái sáng trói lòa của băng tuyết Mỗi khối thủy tinh đó Tỏa ra ánh màu xanh nhàn nhạt Từ nơi đây vọng đến những âm thanh tí tách nhẹ nhẹ Trong trẻo như pha lê và dìu dặt như tiếng chuông bà nghe như mình đang ở trên dãy núi an ở úc từ nơi đây nảy sinh một dòng suối nhỏ chảy lặng lẽ dưới tầng băng tuyết và tất cả các dòng sông đều chảy về biển cả chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn cảm ơn bạn đã chọn nghe mưa radio ngày hôm nay để giúp cho mưa radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa radio xin chân thành cảm ơn. Mưa radio.